Thưa quý vị, tại thành phố Hà Tĩnh, một đường dây lô đề liên tỉnh khủng với giao dịch trung bình mỗi ngày gần nửa tỷ đồng vừa bị triệt phá. 14 đối tượng bị bắt giữ. Đường dây này hoạt động khá kín kẽ khi áp dụng công nghệ cao, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Liên tục trong nhiều tháng, các tổ trinh sát ngày đêm mật phục thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho đấu tranh chuyên án. Các đối tượng trong đường dây chủ yếu giao dịch qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng. Sau mỗi đợt giao dịch đều xóa sạch dữ liệu, thường xuyên thay đổi SIM và cách thức liên lạc. Để tránh sự dòm ngó từ bên ngoài, nhóm này cũng chỉ ghi số lô, số đề trong phòng kính của những ngôi nhà kiên cố, có gắn hệ thống camera giám sát xung quanh. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định được đối tượng cầm đầu là Trần Thị Dung, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, và 4 đối tượng giữ vai trò thư ký là Lê Thị Thùy Trang, Võ Thị Thùy, Lưu Văn Tuấn, Phan Thị Tuyết, cùng trú thành phố Hà Tĩnh, và 9 đối tượng khác tham gia với vai trò là con bạc. Cơ quan công an xác nhận số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức giao dịch số lô số đề trong ngày 7 tháng 10 vừa qua là gần 500 triệu đồng. Ông bà ta có câu, đánh đề ra đê mà ở, cho thấy hậu quả rất nghiêm trọng xảy đến với các con bạc nghiện lô đề. Nhưng các con bạc khát tiền vẫn lao vào chơi như thiêu thân. Và cũng ứng với câu nói, đi đêm lắm, lâu ngày cũng gặp ma, là cặp vợ chồng này. Thay vì đồng vợ đồng chồng làm ăn chân chính, thì cả hai bắt tay với một đối tượng nữa, cùng nhau kiếm tiền bằng cách làm giả giấy tờ. Đối tượng thứ ba đến với nghề cũng thật tình cờ. Công an tỉnh Hà Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm Phan Ngọc Định sinh năm 1967, Vàng Văn Dương sinh năm 1985, Lưu Thị Chung sinh năm 1986, cùng trú tại thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, khoảng đầu tháng 8 năm nay, Định tìm hiểu và kết bạn với tài khoản mang tên Bảo Châu nhằm liên hệ trao đổi thỏa thuận làm cho mình một giấy phép lái xe mô tô hạng A1 với giá 1.300.000 đồng. Sau đó Định tiếp tục làm thêm 3 giấy phép nữa, trong đó có 2 giấy phép bán cho vợ chồng Dương và Chung. Thấy dễ kiếm tiền, cả ba bàn bạc với nhau rồi chủ động tìm người có nhu cầu móc nối. Tính đến cuối tháng 9, ba bị can nhận làm giả tổng số 12 giấy phép lái xe mô tô hạng A1 với giá từ 800.000 đồng đến 1.600.000 đồng một giấy phép lái xe.